Kính thưa quý vị, trong kinh Đức Phật dạy rằng là Punya Balokasmin Matitha Honjiba Ninang, phước báo là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh. Và đặc biệt chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải tạo nhiều hành trang tư lương và phước báo. Trên cái đoạn đường sanh tử dài đằng đẵng này, chúng ta mới có được tư lương, sẽ có được đầy đủ điều kiện để chúng ta tiếp tục hành trì tạo phước khổ lậu cũng như là phước vô trụ lậu. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta chỉ biết đi chùa bố thí cúng dường không mà không nghe kinh thánh pháp, đời sau sanh ra chúng ta có nhiều tiền của tài sản vật chất, nhưng mà chúng ta bị lệ thuộc vào trong cái tiền của tài sản đó. Nếu chúng ta biết bố thí cúng dường và chúng ta chịu ngồi nghe kinh thánh pháp nữa, vì cái nhân mà bố thí cúng dường á là nhân tạo phước Phật, tài sản vật chất, nhưng mà cái nhân nghe pháp để tạo phước trí. Cái người nào mà vừa bố thí cúng dường mà vừa nghe kinh thánh pháp, đời sau sanh ra có tài sản vật chất nhưng mà họ không bị lệ thuộc vào trong cái tài sản vật chất đó, thì người này họ có trí tuệ, họ hiểu được nhân quả, họ hiểu được tam tướng vô thường khổ vô ngã. Thì cái bản chất của thế gian chúng sinh là gì? Là vô thường đưa đến chỗ hoại diệt. Bản chất của thế gian là gì? Vô hộ vô chủ. Thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Thế gian là thiếu thốn bất mãn, nô lệ và tham lam, lúc nào cũng thấy thiếu. Cho nên mình phải văn kinh thính pháp để mình có trí tuệ, đời sau sinh ra mình mới làm chủ được của cải. Và nếu mình không có trí tuệ thì của cải làm chủ lấy mình. Ở trong bổn sanh truyện có một kiếp Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật mình sanh ra, thì ngày là đời thứ bảy, ngày thấy sáu đời trước dòng họ ông bà cha mẹ của mình sanh ra là làm ra tiền của tài sản châu báu để lại. Khi ngày mở cái kho là thấy là sáu phần của sáu đời trước để lại, thì ngài mới suy nghĩ rằng là những vị này họ sinh ra đời họ làm của cải để lại mà họ không mang theo được, thì ngài mới suy nghĩ bằng cách nào để mang theo. Thế là ngài xả kho tế bần giúp đỡ cho rất là nhiều người, rồi sau khi thân lại mệnh chung ngài mang cái phước báo này đi. Cho nên mới có câu rằng là của tiền chất chứa đầy kho, chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo, chết rồi khó đổi đem theo, hoàng già nghiệp báo cứ đeo đủ mình. Lại nữa, chúng ta thực hành cái pháp bố thí cúng dường này và chúng ta cũng phải thấu hiểu về ba cái nỗi khổ của chúng sinh. Cái khổ thứ nhất là nói về cái hành cái khổ khổ, là nói những chúng sinh mà không có tạo phước sanh ra nó đã có khổ rồi, thiếu thốn mọi mặt. Có cái khổ thứ hai chúng ta cũng phải hiểu bằng trí tuệ, đó là hoại khổ, là nói những người họ có phước nhưng mà rồi nó bị vô thường, phước hữu lậu mà nó có lậu hoặc, nó có vô thường của tiền vậy đó, nhưng mà nó cũng làm cho mình khổ. Cho mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta có mà chúng ta mất, nó hoại đi cái niềm vui, hoại đi cái tài sản, hoại đi cái phước báo của mình thì xuất hiện cái khổ, thì cái đó gọi là hoại khổ. Và cái khổ thứ ba là hành khổ. Hành ở đây tức là pháp hữu di, là sankhara, là hành quẩn. Cái hành pháp hành này là pháp hữu di, pháp sanh diệt, mà mình còn bị lệ thuộc vào trong cái pháp hành này, vào trong cái sankhara này, nó làm cái khổ. Thí dụ mình chào đời thì hai tay cắn, lìa đời thì cắn hai tay, nhưng mà không hiểu tại sao khi mình ra đời không có gì hết, rồi mình đến trần gian là mình có, cái chuyện mình bỏ mình đi thì là mình lại tiếc nuối, mình xuất hiện cái khổ. Tức là mình còn lệ thuộc vào cái chuyện có không còn mất. Khi mình ra đời trên thế gian này mình đâu có gì, rồi mình đến thế gian là mình có, mà khi có mà mất thì mình lại buồn. Tức là con người thật mâu thuẫn, trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành, làm việc nhiều để phát bệnh, rốt cuộc để có tiền chữa bệnh rồi lại bệnh vì lao động kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Cho nên
mình mới nhận thức được rằng là mình đến trần gian này cũng không có gì, mình ra đi cũng không có gì, thì cái người đó họ sẽ không bị lệ thuộc vào cái chuyện có và không, được và mất. Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời thì hai tay tắng, lìa đời tắng hai tay. Kiếp này còn dương vấn kiếp sau, sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Thì hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ các nhóm Phật tử, đặc biệt là nhóm Phật tử tâm và các gia đình thí chủ đã nhận thức được rằng bản chất của thế gian là không có gì. Để rồi mình làm phước, người làm phước mau đi, kẻo mai cơ hội mất đi không còn. Cho đi thì phước báo viên tròn, bo bo giữ khổ thì phước mòn nghiệp dư. Và khi mình làm phước như vậy, mình mới lưu ý cho chúng tôi ba điều để cho cái phước mình nó được lớn. Cái điều thứ nhất mình cần phải lưu ý đó là chúng ta phải đầy đủ về vật thí, gọi là quắc của Samvada. Cái vật mà mình cúng dường, cái tiền của tài sản hôm nay để mình cúng dường phải được đầy đủ. Cái nghĩa chữ cụ túc ở đây có nghĩa là thanh tịnh, nghĩa là mình có được cái của cải này, có được tài sản này, có được cái vật thí này một cách hợp pháp, nghĩa là không đi trộm cướp, không đi lừa gạt, không đi chiếm đoạt, mà tài sản này mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng sức lực của mình, bằng chánh mạng, tức là cái sự nuôi mạng, cái nghề nghiệp nuôi mạng của mình một cách chân chánh. Cái nghề mà mình làm nó tạo ra của cái này một cách chân chánh, tức là không nằm trong năm cái nghề mà Đức Phật Ngài dạy là không nên làm. Ví dụ những người mà họ buôn bán vũ khí nè, buôn bán thuốc độc nè, buôn bán rượu bia nè, buôn bán người nam với người nữ nè, buôn bán thịt sống nè, vân vân. Những cái tài sản mà có được những bằng những cái nghề này đem đến đây cúng thì cái vật này chưa được gọi là cụ túc, chưa được gọi là thanh tịnh, chưa được gọi là trong sạch. Mà chư tăng á, mà thọ nhận á, thì cũng phải thọ nhận cái vật thí trong sạch. Cho nên chút xíu đây quý vị sẽ có cái lời tắc bạch cúng dường là những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Cái câu đầu tiên hiệp theo đạo có nghĩa là những cái thực phẩm mà chúng con làm ở đây nè, vật thực này nè, là nó hiệp theo lẽ đạo, là nó phù hợp với tam tịnh nhục. Tới những con vật này con không giết, con không thấy giết, con không nghe giết và con không nghi giết, tức là chết gì theo cái nghiệp của chúng sanh. Rồi con đến đây con cúng dường thì nó hợp theo lẽ đạo. Và vật này con không đi trộm cắp lừa gạt, đúng với cái nghề nghiệp chân chánh của con, gọi là cái vật đó được gọi là thanh tịnh. Rồi được cũng hiệp theo đạo vậy, con có được nó cũng là thanh tịnh. Cho nên cái điều kiện thứ nhất mà các Phật tử chúng ta lưu ý để cho cái phước của mình nó được lớn mạnh, nó được cụ túc, là chúng ta phải có cái vật thí thanh thanh tịnh. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta lưu ý là cái tâm thí, là nó cổ cho mà cách cho. Cái tâm thí nó quan trọng lắm. Trong nhà Phật dạy rằng là cái chetana, tức là cái tư, nó tạo nghiệp. Cho nên mình phải giữ tam tư là tư tiền, tư hiện, tư hậu cho nó quan hỷ. Trước khi làm quan hỷ, đang khi làm quan hỷ và sau khi làm cũng quan hỷ, thì cái người này mới gọi là đầy đủ chetana samadha, tức là đầy đủ tam tư một cách cụ túc. Chứ không phải mình làm rồi mình về cái mình nhớ là mình thấy mình tiếc. Mà cái người mà làm phước rồi mà thấy tiếc, cái đời sau sinh ra có của xài không được. Bằng chứng là thời Đức Phật có một câu chuyện, cái ông trưởng giả này, ông tên là ông trưởng giả Mấy Chế Lý Giá, có nghĩa là ông trưởng giả bỏng sen. Ông là một ông trưởng giả giống như người giàu có đại gia ngày nay đó, nhưng mà ông lại có cái thói quen là ông bỏng sen dữ lắm. Bỏng sen bằng cách ông dám xài, ông dám xài. Có một lần có ông trưởng giả bạn ghé, ông đem theo đồ ăn đến ăn, tại vì biết ông bạn mình là keo kiệt, bỏng sẻ không dám xài, cho nên mang đồ ăn theo ông ăn. Thì khi ông bạn ông ăn á, thì ông trưởng giả chủ nhà này ông thấy, ông thấy sao khi ăn xong thì ông chủ nhà này ông mới lâm bệnh đi. Thì bà vợ mới mời nhiều đại phu đến khám bệnh, tìm không ra bệnh. Cuối cùng ông mới kéo bà vô, ông nói nhỏ, bà ơi tôi không bệnh gì hết á, tôi thèm ăn cái món ăn, cái bánh của cái ông bạn mình lúc trước. Thì cái bà vợ mới nghe, mới nói trời ơi,
Bởi vì gia tài của ông ấy, làm cái bánh này cho cả dân trong cái thành này ăn cũng được đó, giàu có như vậy, nhưng mà lại không dám ăn. Thì cái ông này mới nói bà vợ là sao cái lòng bà rộng lớn như vậy, ủa đâu mà cho cả dân trong thành ăn. Thì bà mới nói thôi giờ tôi làm cái bánh này là cho những người trong xóm mình thôi, trong những người dân mình đi vô cái nhà mình ăn thôi. Ông mới nói sao bà hay nghĩ cho người dân quá. Thì bà mới nói thôi giờ tôi làm cái bánh cho trong nhà mình ăn thôi, những người mình ở trong nhà mình á, người làm ở trong nhà mình ăn. Ông cũng không đồng ý. Cuối cùng bà nói thôi tôi làm cái bánh cho tôi với ông ăn. Thì ông mới nói sao cái gì, ông nói có chi bà trong đó nữa, tôi làm cũng muốn cho bà ăn. Thì cuối cùng ông muốn ăn một cái bánh như vậy, quý vị biết không, là phải bà vợ phải chuẩn bị nào là các nguyên liệu bột, đường, mật ong, rồi chỉ cách nhồi, cách nướng, rồi cuối cùng mới ăn. Thì cái người này đời trước sinh ra là cúng dường cho một cái vị, trước đây là một cái người cúng dường cho đặt bát cho một cái vị Phật độc giác. Nhưng mà cúng xong cái ổng tiếc, cái bản chất keo kiệt có rồi. Hôm nọ cái Phật độc giác nó đứng trước cái nhà ổng á, thì ổng mới bảo bà vợ ra lấy cái bát nước Phật vô để mà xếp bát cúng dường. Bà vợ bà ở vô này bao lâu nay có thấy cúng dường cho ai cái gì đâu. Hôm nay lần đầu tiên thì ổng phát tâm, bà vợ bà mừng quá, bà ra bà lấy cái bát nước Phật độc giác để bà xếp tâm là những món ăn gọi là cao lương mỹ vị, những cái món ăn thật là ngon, thượng hạng hảo hạng để cúng dường cho Đức Phật. Thì ông nói xong ông đi ra, ông đi ra xong cái ông mới dở cái bát Đức Phật lên coi vợ mình cúng cái gì. Thì ông dở lên thấy toàn là những món ăn cao lương mỹ, thì ông mới sanh lòng cái lòng tiếc đi. Ông nói phải chi để những món ăn này cho những người trong nhà mình ăn nó còn có ít hơn, cho cái vị sa môn này ăn rồi đi đâu mất tiêu. À, chính vì cái sự tiếc nuối đó mà đời sau sanh ra có nhiều tiền của tài sản mà xài không được. Bây giờ mà có những người mà quý vị thấy nhà lầu 2-3 tấm nha, đất đai 2-3 miếng nha, của cải trong ngân hàng có nhưng mà nhiều khi không dám ăn xài, chắc cũng đầu đó đời trước thì cúng rồi phải đầu tiếc. Thì cái vấn đề thứ hai chúng ta phải giữ cái tam tư cho nó quan hỷ. Và vấn đề thứ ba là cái đối tượng thiết, cái đối tượng thiết ở đây là những cái đối tượng mà mình cúng dường vào là chư tăng với cô tu nữ. Cái đối tượng thiết là phải trong sạch thanh tịnh. Thì ở đây trong tăng chúng thì có 4 đôi 8 chúng đó, lời dạy của Đức Phật cũng được xem như là những vị xứng đáng cúng dường. Và những vị này quý vị biết không, là chư tăng là đối tượng thiết. Mà tại sao bên Đông Tông mình á, là cho dù lễ lớn hay lễ nhỏ gì chư tăng cũng phải nói một câu pháp. Theo chúng tôi không biết Đức Phật này có cái cho chúng ta một cái thông điệp gì hay không, ý gì hay không, nhưng mà riêng chúng tôi suy nghĩ á, là bởi vì cái người thí pháp là cao quý. Quý vị có thể thí tất cả những cái vật, những cái lễ phẩm, vật thực vân vân, nhưng mà cũng không bằng chư tăng thí một câu pháp. Cho nên khi thọ nhận của các Phật tử, chư tăng hay nói một câu pháp. Trong cái bài kinh Đức Phật dạy là thí vật thực là cho sức lực, thí y phục là cho sắc đẹp, thí xe thiền là cho sự an vui, thí đèn đuốc là cho phát sáng, thí vật vừa lòng thành được vật vừa lòng, thí trú xứ là cho tất cả, nhưng mà thí pháp là cho bất tử. Bất tử ở đây tức là chấm dứt sinh tử luân hồi. Sapada năng thamada năng chí na tí là pháp thí thắng mười thí. Chư tăng chỉ cần nói câu pháp thôi thì chư tăng sẽ trở thành là cái người có cái phước đức vô lượng, cái ruộng này nó sẽ trở nên phì nhiêu và Phật tử để bác gieo trồng vào sẽ có kết quả lớn. Thì kính thưa quý vị, vì thời gian không có nhiều cho nên hôm nay chúng tôi vô cùng quan hỷ có mặt trong cái buổi lễ đặt bát hàng tuần của các gia đình thí chủ, đặc biệt là của nhóm Phật tử cô Diệu Tâm trong buổi lễ hôm nay, để cho đầy đủ phần tài thí pháp thí. Cho nên chúng tôi xin thay mặt chư tăng có vài lời đạo pháp ngắn, mong rằng có ích quý vị hiểu nhiều mà cũng đầy đủ cho toàn diện cho cái buổi lễ hôm nay. Trước khi dứt lời, chúc cho chư tăng của chúng nữ và toàn thể chư Phật tử, nhất là các Phật tử thí chủ thành tâm